Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời xuất hiện vài thằng lưu manh xăm trổ tới nhà truy lùng cô con gái đáng yêu của bạn? Đó là tình huống mà người đàn ông này đang gặp phải. Còn chưa kịp thương lượng thì chúng đã liên tục xả súng vào căn nhà tạm bợ cải tạo từ một chiếc xe bỏ đi, còn ngang nhiên hút đổ căn nhà người đàn ông kia mất bao công sức xây dựng nên. Dù hai cha con đã bỏ đi nơi khác nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Vậy con gái ông ta thực sự đã đắc tội với ai mà khiến hai cha con phải trốn chạy như vậy? Người đàn ông kia sẽ làm gì để bảo vệ con gái mình khỏi tay những kẻ điên loạn đang truy sát họ? Mời các bạn cùng mà tìm hiểu trong bộ phim Từng Làn Mưa Làm Gió tại các rạp chiếu năm 2016 có tựa đề Bố Già Sát Thủ. John là một tù nhân mới được mãn hạn sau 9 năm trời ngồi chăn kiến trong nhà đá. Mặc dù được ra tù nhưng ông vẫn phải chịu sự giám sát của chính quyền. Chỉ cần có hành vi sai trái dù là nhỏ nhất thì ông sẽ lại được tiếp tục sự nghiệp bóc lịch không có hồi kết. Sau ngần ấy năm ngồi sau song sắt hối cải, John hiện tại đã là một người đàn ông sống có trách nhiệm. Hiện tại, ông đang quản lý một tiệm xăm nhỏ do chính mình là ông chủ kiêm nhân viên. Tiệm xăm cùng ngôi nhà tạm bợ được dựng lên từ một chiếc xe bỏ đi. Tuy cơ ngơi không mấy đồ sộ nhưng cũng coi như có một chỗ chui ra chui vào. Hành nghề một thời gian, John mới biết công việc này đôi khi cũng phải chịu không ít áp lực. Ít ai biết được trước đây, John là một tay chơi mô tô khét tiếng trong vùng. Ông tham gia vào hội những kẻ phát cuồng vì mô tô và thường xuyên thực hiện những phi vụ bằng mô tô. Có điều sau khi ra tù tay trắng nên ông cũng từ bỏ đam mê của mình. Tài sản lớn nhất của John hiện tại là con xe cà tàng thừa hưởng từ ông bố vợ. Nhắc đến gia đình thì ngoài người vợ tiêu tiền như giấy đã bỏ ông khi ông vào tù để lấy hai người khác thì John còn có một cô con gái. Lydia là một cô gái xinh đẹp và cá tính. Từ nhỏ vì thiếu đi tình thương yêu của cha mẹ nên Lydia đã đổ đốn ham chơi. Cô thường xuyên qua lại với đám giang hồ và trở thành bạn gái của một tên đại ca. Hắn thường xuyên đưa cô vào các cuộc vui của hắn với đồng bọn. Trong khi John vẫn cứ nghĩ con gái mình chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện. Vì không muốn cô bé mang tiếng có một ông bố tủ tội nên sau khi ra tù, John đã không tới gặp con gái. Cho đến một ngày, ông lại nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Người ở đầu dây bên kia bất ngờ lại là Lydia. Cô bé nói với giọng lo lắng rằng mình cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống trong thời gian tới. Một khi con gái mở lời đề nghị thì John đâu có tiếc gì. Dù John đã gặng hỏi nhưng Lydia không trả lời, lo lắng cô bé sẽ xảy ra chuyện nên đã lái xe tới tận nơi đón. Sau nhiều năm không gặp, Lydia hiện giờ không còn nhận ra bố đẻ của mình. Trong khi John vẫn luôn dõi theo cô, những chuyện cô gây ra cùng với đám bạn báo cha báo mẹ ông cũng đều biết hết. Có điều với những gì mình đã gây ra, John cảm thấy mình không xứng đáng là một người bố. Sau khi đưa cô bé về nơi mình tá túc, John mới phát hiện Lydia đã khác xa so với những gì ông biết. Không chỉ uống rượu, hút hít mà ông còn phát hiện trong ba lô của cô bé có một khẩu súng. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của John. Con gái ông trở nên như ngày hôm nay là bắt nguồn từ Jonah, bạn trai của cô bé. Hắn đã dụ dỗ cô bé vào con đường nghiện ngập rồi còn khiến cô phải phụ thuộc vào hắn. Từ khi Lydia tới đây, không lúc nào cô bé rời khỏi tầm mắt của John. Ông đã để ý xem con gái mình nghiện tới mức nào, mỗi ngày phải hít bao nhiêu lần. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Lydia là biết cô bé vừa chơi thuốc vẫn còn đang phê pha. Điều này khiến John tức tối vì dù ông đã ném hết thuốc đi nhưng cô bé vẫn giấu ở đâu đó để lén sử dụng. John nhận ra rằng không phải vì không sống được với mẹ đẻ mới phải ra đi. Cô luôn ở trong tâm trạng lo lắng và thường xuyên thúc giục John đưa tiền để rời khỏi đó. Sau khi gặng hỏi thì Lydia cũng tiết lộ cô đang bị một nhóm người truy đuổi. Vài ngày trước, Lydia đã bị Jonah dụ dỗ cùng hắn tham gia vào một phi vụ. Để tránh phiền phức, chúng đã nhờ cô đứng ra đi mua đạn. Sau đó, chúng đến một căn nhà nói là để tìm đồ. Đó là căn nhà Jonah cho một cặp vợ chồng thuê và hắn nghi ngờ họ trộm tiền của hắn. Jonah đã dùng thuốc để giúp Lydia có thêm can đảm tham gia cùng hắn. Việc của cô là chốt chặn cửa sau không cho ai thoát ra. Trong sân, những đứa trẻ đang chơi đùa thì bắt gặp Lydia mang theo súng. Đột nhiên chúng nghe thấy có tiếng súng nổ khiến cả bọn bỏ chạy toán loạn. Lydia ngó vào thì thấy một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, còn vợ anh ta đang bị Jonah uy hiếp. Người phụ nữ kia còn ngây thơ bảo cô chạy đi mà không biết cô và chúng là đồng bọn. Sau khi tra hỏi rồi lục lọi khắp nhà mà không tìm được gì, Jonah đã ép Lydia phải giết người phụ nữ trước mặt để chứng minh lòng trung thành của cô với hắn. Jonah nói rằng những người này đã lấy tiền của hắn nên họ đáng chết. Nếu cô giết họ thì sau này mới có thể tiếp tục đi cùng với hắn. Tuy nhiên bản tính của Lydia là một cô gái lương thiện chứ không phải một kẻ sát nhân. Trong lúc cô bối rối đã lỡ tay chĩa súng về phía Jonah và bóp cò, Lydia vì sợ hãi đã bỏ trốn khỏi đó chạy tới cầu cứu bố. Cô biết Jonah là cháu của một tên trùm mafia có tên bố già. Cháu trai bị sát hại, chắc chắn đàn em của hắn sẽ không để yên cho cô. Nghe xong câu chuyện, John không nghĩ con gái mình lại vướng phải rắc rối như vậy. Anh không biết phải làm sao nên đã gọi điện cho một người bạn làm dân phòng ở gần đó. Ông ta khuyên John hãy đưa cô bé đi đầu thú và cai nghiện. Nhưng ông còn chưa kịp suy nghĩ xong thì tối hôm đó có vài thằng giang hồ xăm trổ tới tìm. Chúng nói muốn xăm hình nhưng John từ chối vì tiệm đã đóng cửa. Trái lại với vẻ mặt nghiêm túc của John thì chúng lại giở trò giễu cợt. John nhìn thẳng vào mặt chúng nói, chúng mày nhìn tao có giống như đang đùa không? Những hình xăm trên người chúng, John đã biết chúng thuộc băng đảng nào. Ông vừa ra tù nên không muốn vướng vào rắc rối nên mới để chúng lên màn như vậy. Nghe chúng nói rằng tới đây để tìm Lydia, ông nói cô bé không có ở đây, sau đó quay vào trong đóng cửa lại, thể hiện ý đồ muốn tiện khách. Nào ngờ chúng lại lao tới đập phá tiệm xăm mà ông đã dành bao tâm huyết. John điên tiết lấy ra khẩu súng của con gái bắn mấy phát dọa chúng chạy té khói. Ai ngờ chúng không biết sợ mà còn xách tiểu liên đáp trả lại ông. Căn nhà tạm bợ của John giờ đây đã lỗ chỗ như tổ ong, John chỉ còn cách bò dưới sàn lấy thân mình che chắn cho con gái.
Đám giang hồ bên ngoài thấy chưa thỏa mãn, còn dùng xe của chúng húc đồ căn nhà của John. Trong tình thế này, ông dường như không có cơ hội chống trả. Cũng may ông bạn già làm dân phòng ở gần đó đã gọi người tới giúp. Đứng trước sự kiên quyết của mấy ông già, đám giang hồ buộc phải bỏ đi trong khi lòng đầy uất ức. Ngay sau khi thoát được ra ngoài, John đã quyết định cùng con gái bỏ trốn. Mặc dù đang trong thời gian bị giám sát, nhưng John không thể bỏ mặc con gái mình bị truy lùng như vậy. Ông đã cùng Lydia lên con xe cà tàng đi về phía biên giới vì nơi đó có người John có thể nhờ cậy. Họ dừng chân tại một nhà nghỉ qua đêm trước khi tiếp tục lên đường. Ban đầu John còn tưởng lễ tân nhà nghỉ có ý đồ với con gái mình nên đã dọa nạt anh ta. Trong đêm, Lydia vì bất an nên đã tới tìm anh lễ tân kia nói chuyện. Từ đây cô mới biết lý do anh ta để ý mình là bởi vì bức hình truy nã. Cảnh sát đã phát hiện ra Lydia có liên quan tới vụ án mạng gần đây nên bắt đầu truy nã cô. Tuy anh lễ tân không tố giác Lydia nhưng anh ta đã thấy bức hình truy nã của cô từ trước đó, nghĩa là hành tung của họ đã bị lộ. Thấy cảnh sát tới, anh ta còn có lòng tốt sắp xếp cho họ một căn phòng khác để có thể tạm thời ẩn náu. Nhưng khi cảnh sát bước vào căn phòng họ vừa đi ra thì đột nhiên có tiếng súng nổ. Hai cảnh sát đã bị bắn hạ bởi một tên mà John tin chắc rằng hắn là sát thủ. Hắn là kẻ chuyên ra tay với cảnh sát và thẩm phán để giúp các băng đảng thoát tội. Thấy tình hình không ổn, John đã tìm cách chuồn khỏi đó. Ông dùng cánh tay đầy gân guốc phá vỡ kính xe ô tô, sau đó sử dụng kỹ năng hai ngón của mình để trộm nó. Vì đã lâu không hành nghề nên John có phần lúng túng, trong khi Lydia liên tục kêu lớn khi tên sát thủ đang tiến tới chỗ họ. Lúc nguy cấp nhất thì John đã thành công mở khóa được chiếc xe. Ông kịp thời lùi xe dọa tên sát thủ một cú trước khi hắn tiếp tục nổ súng về phía họ. Cuối cùng hắn chỉ biết cay cú nhìn hai bố con rời đi trong sự bất lực. Sau khi thoát khỏi tay tên sát thủ, John và con gái đã lên một chiếc xe chở dân tị nạn vượt biên. Ở đây, John có một người quen cũ đang nợ ông ta một ân tình, nhưng vì ngồi tù đã lâu nên ông không biết ông ta ở đâu. Vào quán bar hỏi thăm thì mấy tên to cao đen hôi lại ném ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía ông. Thấy John thất bại trong việc hỏi thăm, Lydia đã ra mặt. Chỉ cần cười cười nói vài câu về đám to cao đen hôi kia, cô đã có được thông tin về người John cần tìm. Ông ta là một kẻ chuyên buôn bán vũ khí lậu cho những băng đảng ở biên giới tên Bridger. Bất cứ thứ gì chúng cần ông ta cũng đều có. Người đầu tiên John gặp lại là bà vợ ông ta đang ngồi phơi nắng bên ngoài. Trông thấy John, bà ta cứ nghĩ mình gặp ma vì tưởng ông đã rũ xương trong tù. Đến cả Bridger khi này đã là một lão già lẩm khẩm cũng không tránh khỏi bất ngờ khi trông thấy John. Chỉ cần nghe John nói qua là ông hiểu được tình cảnh của hai cha con. John chỉ nói ngắn gọn là ông cần xe và tiền để rời đi. Nhưng Bridger lại muốn giữ John ở lại để gặp một số người quen cũ. Hóa ra Bridger này trước đây là chủ của câu lạc bộ mô tô độ và John là thành viên trong băng của ông ta. Nhìn những thanh niên bất cần đời biểu diễn mô tô ngoài kia, Lydia phần nào hiểu được quá khứ hào hùng của ông bố mình. Từ lời của Bridger, Lydia cũng hiểu được mẹ cô từng là người tệ bạc như thế nào. Dù John ở trong tù nhưng tiền để nuôi cô bé khôn lớn đều là của ông. Lý do là bởi vì trong một phi vụ, John đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm thay cho lão già kia. Ông đã im lặng ngồi tù không một lời kêu oan chỉ vì một lão ta ở ngoài chu cấp cho gia đình mình. John cũng từng có chiếc xe của riêng mình và ông coi nó là đứa con tinh thần của mình. Sáng hôm sau khi John còn chưa kịp tỉnh giấc thì đã bị một khẩu súng dí vào đầu. Lão già kia đã phát hiện ra Lydia bị truy nã, băng đảng của bố già còn treo thưởng cho ai bắt được cô bé với giá 30.000 đô. Một kẻ tham lam như ông ta chắc chắn sẽ không vì tình nghĩa bao năm với John mà bỏ qua món hời kia. Vốn John chỉ định đòi lại chiếc xe và số tiền đáng ra thuộc về mình, nhưng giờ lại trở thành món đồ cho người khác lợi dụng. Ông tức sôi máu đánh ngất vợ của lão già rồi cướp lấy khẩu súng của bà ta. Nếu là lúc trước thì ông đã bắn thủng một lỗ trên trán lão già mong ơn bội nghĩa kia, nhưng vì con gái ông đã thay đổi, không thể tiếp tục cuộc sống chém giết như ngày xưa nữa. John lục ngăn kéo của lão già lấy đi chìa khóa chiếc xe của ông và một ít tiền rồi bỏ đi. Ngay sau đó, đám thuộc hạ của Bridger đã đuổi theo truy sát họ. Nhưng so với tay đua lão luyện từng hồn nhiều giải bát hương vàng như John thì chúng còn kém xa. Ông dùng súng bắn hạ trúng một tên ngay khi hắn chuẩn bị tiếp cận họ. Tên tiếp theo tưởng đã né đầu đạn nhưng kết cục sau đó của hắn còn thảm hại hơn đồng bọn. Để không bị chúng bám theo, John đã phải cắt bỏ bộ râu đã gắn bó bao năm của mình. Còn Lydia cũng thay đổi màu tóc để tránh bị nhận ra. Nhìn qua Lydia, ông biết cô bé đang ngày càng bất an. Lydia thường xuyên nhận được những tin nhắn đe dọa từ người lạ đến mức cô còn không dám mở ra xem. Có lúc cô bé đã muốn kết thúc cuộc đời để không phải liên lụy tới người khác. Nhưng John đã dùng kinh nghiệm của một người từng trải để nói cho Lydia hiểu cuộc sống này đáng quý như thế nào. Ông nói trước đây, mình từng đam mê tốc độ đến mức nhiều lần suýt bỏ mạng. Tuy nhiên sau những lần thập tử nhất sinh, ông nhận ra rằng trước giờ mình chưa biết quý trọng mạng sống của mình. Chỉ khi còn sống, mình mới cảm thấy cuộc sống này không hề tệ như mình nghĩ. Tiếp theo, John nói mình cần đi gặp một người quen cũ có thể giúp được họ. Ông đã cải trang với bộ vest tạm bợ để vào gặp một người trong tù. Trước đây khi ở tù, ông đã làm quen được với một ông trùm chọc đầu. Thế lực của ông ta chẳng kém cạnh gì so với bố già, thậm chí bên còn là kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên sau thời gian sống nhàn hạ trong tù thì ông ta lại thích nơi này hơn bên ngoài. Ngay khi con gái gặp rắc rối, John đã gửi tin đến cho ông trùm để nhờ điều tra. Ông biết điều việc Jonah giết cặp vợ chồng thuê nhà của hắn chỉ là cái cớ. Thực ra số tiền bố già bị mất chính là do hắn lấy trộm. Sau khi sự việc bị phơi bày, hắn đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cặp vợ chồng kia. Lydia có liên quan đến Jonah nên việc cô bé bị truy đuổi là vì bố già chưa tìm ra số tiền bị mất.
Hiện tại, ông trùm chọc đầu không thể giúp gì cho John vì ông ta và bố già là kẻ đối địch. Ông ta đã cho John một lời khuyên là hãy tìm cách thương lượng với bố già. Ngoài ra, phải dạy con gái ông cách để sinh tồn trong thế giới này. Đó là cách duy nhất mà ông có thể giúp cô bé lúc này. Khi John vừa ra khỏi nhà tù thì phát hiện cuộc gọi nhỡ của con gái. Ông lập tức gọi lại thì đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông. Thì ra trong lúc John vắng mặt, Lydia đã nhận được một cuộc gọi từ ông bạn dân phòng của John. Ông ta nói rằng cô bé đang bị theo dõi, không nên ở một mình mà hãy tới những nơi công cộng tập trung đông người. Lydia đã tới rạp chiếu phim để giết thời gian trong lúc chờ John. Tuy nhiên sau đó, cô bé tiếp tục nhận được cuộc gọi từ ông bạn của John nhưng với giọng nói của một người khác. Thì ra Jonah nhờ vào kỳ tích mà vẫn còn sống dù đã bị Lydia găm kẹo đồng vào cổ họng. Hắn vẫn nhớ mối thù này vì cả đời vết sẹo đó cũng không thể lành lại. Hắn muốn bắt Lydia để đổ tội ăn cắp tiền lên đầu cô bé. Lydia định lợi dụng chỗ đông người để bỏ chạy nhưng chúng đã mai phục từ trước để tóm cô. Ông bạn của John đã bị chúng ép phải bán đứng ông. Sau khi hết giá trị lợi dụng, ông ta đã bị Jonah xử ngay tại chỗ. Lúc này, Jonah vẫn không biết rằng John đang nắm thóp hắn. Ông đe dọa sẽ tới gặp bố già và kể hết mọi chuyện nếu hắn dám động tới một cọng lông của Lydia. Nếu hắn biết điều đó thì có thể gặp và thương lượng với ông. Jonah không còn sự lựa chọn nào khác nên đành phải làm theo lời ông nói. Trước khi đi gặp hắn, John biết chúng sẽ không để ông có được lợi thế nên phải chuẩn bị trước. Ông tới nhà lão già bội bạc để tìm kiếm một ít vũ khí. Vậy mà lão ta còn dám nhục mạ John, buộc ông phải cho lão đăng xuất ngay lập tức. Sau đó, ông hiên ngang cưỡi con chiến mã của mình tới địa điểm hẹn gặp Jonah. Vừa dừng xe, John đã đặt một quả mìn bên dưới chân trống. Sau đó, ông cởi bỏ áo để chứng minh rằng mình không mang theo vũ khí. Để chắc chắn, chúng đã trói hai tay ông lại rồi đưa lên xe. Vì chiếc mô tô của John chắn ngang đường đi, buộc chúng phải dọn dẹp nó. Chỉ thấy John ra hiệu cho con gái cúi xuống. Tên thuộc hạ của Jonah vừa động vào chiếc xe liền mây màu trong một nốt nhạc. John cũng nhân cơ hội phản kháng lại chúng ngay trên xe. Ông dùng chân khống chế Jonah, còn tay thì đánh tên bên cạnh không thương tiếc. Đám siêu nhi yếu ớt này còn không thể địch lại sức của một lão già. John cướp được súng của tên bên cạnh rồi bắn Jonah bị thương. Tên còn lại bị ông dùng thiết đầu công đập tới khi bất tỉnh. Sau đó, ông găm viên đạn vào giữa cổ họng hắn đảm bảo hắn đắp chiếu luôn. Lúc này vẫn còn tên sát thủ và Jonah sau khi thoát chết. Chúng đang lẩn trốn và thừa cơ bắn lén John. Mặc dù bị trúng đạn nhưng ông vẫn đủ tỉnh táo để xem xét tình hình. John đã bảo Lydia đi trước để ông bắn yểm trợ nhưng cô bé không chịu bỏ ông lại. Cuối cùng, hai bố con quyết định đi cùng nhau. John nhân cơ hội quay lại đáp trả tên sát thủ nhưng ông cũng nhận lại từ hắn thêm vài viên. Thấy vậy, Lydia đã lái xe ra che chắn cho ông. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nỗi sợ mất đi người thân rõ rệt như lúc này. Mặc dù bị thương nhưng John biết tên sát thủ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Một mặt ông trấn an con gái trong khi vẫn dò xét vị trí của tên sát thủ. Khi hắn tới, khẩu súng đã nhắm thẳng vào đầu hắn mà bóp cò. Nào ngờ trước khi chết, hắn vẫn bồi thêm cho John một viên nữa khiến ông khó mà qua khỏi. Trong giây phút cuối đời, John chỉ muốn con gái ở bên cạnh mình. Ông muốn nhìn cô bé thật kỹ và ghi nhớ gương mặt đó. Lydia nói rằng cô bé muốn trở về căn nhà tạm bợ dựng bằng con xe bò đi và sống cùng ông ở đó. Đây có lẽ là điều John mong muốn được nghe nhất suốt bao năm qua nhưng không có cơ hội để hiện thực hóa nó. Còn Jonah sau khi bỏ trốn đã rơi vào tay cảnh sát. Số nhọn cho hắn lại vào đúng nhà tù trước đây John từng ở. Ông trùm đầu chọc đã nói chỉ cần một kẻ trong băng đảng bố già xuất hiện ở đây thì cuộc đời tên đó coi như chấm dứt. Đó cũng là cơ hội để ông ta báo thù, giúp John ở dưới suối vàng được nhắm mắt yên nghỉ. Cuối phim là cảnh Lydia ngồi trò chuyện với những người hàng xóm của John. Cô nói mình nhớ John và cảm ơn ông đã cho cô tiếp tục được sống cuộc đời của chính mình. Hãy biết trân trọng bản thân và những người xung quanh vì chỉ khi bạn còn được sống thì bạn mới có cơ hội thấy được cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp hơn những gì bạn nghĩ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại trong bộ phim gần nhất. I love you chịch chịch. Bye bye.